Có cái thanh dài ấy, em vừa không? Đó, không, giữ cái cục này. Chuẩn không anh? Có gà này sướng phết. Rồi, và hôm trước thì bây giờ sáng hôm sau. Bây giờ sáng hôm sau ấy, sáng hôm sau ở đây. Thì chúng mình vừa mới, sau khi thử nghiệm ấy có vài cái nó hơi không đúng lắm. Không đúng lắm. Đầu tiên nó trên cái màn hình này, đây nó hơi dài, hơi sát mặt mình. Nên là mình sẽ đẩy thẳng màn hình vào đây, không dùng cái thanh này để đỡ nữa. Một phát 90 độ hai cái ở đây luôn, đẹp luôn. Đấy, chắc chắn là cứng lắm, cáp luôn. Và thứ hai thì anh em nhá. Chúng thấy là cái pedal bình thường bắt đầu mình để như này thì nó cũng khá là đúng rồi đấy. Đấy, nó sẽ như này này, bình thường nó sẽ như này. Sẽ như này. Đây là giả lập đua xe nó sẽ như này. Từ đua xe F1 nó sẽ như này. Rồi. Nhưng mà ví dụ xe thường em lái thì nó phải như này. Đấy. Nên là mình sẽ tiến hành đảo cái pedal thang dọc. Anh em nào lái ô tô thì cái cần nó như này. Nó sẽ như này. Chứ nó không phải đâm xuống đất. Đấy, mình sẽ cho này vào đây và nó gắn thành dọc nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Hay. Đấy, và bây giờ mình sẽ đồng hoàng sẽ tháo lại ra. Mó lại cái này. Anh đã nghiên cứu này. Đây nghiên cứu thì mình thấy cái này khá là hay. Đây là có 3 cái lỗ ở đây. Đây là lỗ M6. M6 thì cũng sẽ vừa thẳng vào cái ke 90 độ ở đây này. Nên là mình sẽ dịch hai cái này vào và thẳng cái góc 90 độ ở đây. Thì mình lắp vào, các bạn thấy là mình cứng luôn, hợp lý luôn. Đấy, bây giờ thì Hoàng, chúng mình sẽ cùng xử lý cái phần đấy. Tại sao mình cái này thì rất là một lý do nữa. Đó chính là mình sẽ dùng cái bộ rung cho bàn đạp và ghế. Bộ rung mình sẽ dùng cái loa trầm. Đâu mất rồi. Bây đâu rồi? Đấy. Loa trầm cái loa này sẽ dùng để tạo cái độ rung khi mà các bạn đi qua G hay là các bạn bị quá tua hoặc là các bạn bị khi ABS nó hoạt động ấy thì cái này nó sẽ trực tiếp vào đây này. Đấy, vào đây luôn. Đấy. Nó sẽ vào đây luôn. Nên là nó sẽ rung vào đây luôn. Thì mình sẽ khoan phần đế pedal ra để mình gắn này vào. May quá có máy khoan. Tiện rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắn trực tiếp hai cái ke 90 vào đây đã. Chắc lắm rồi anh ạ. Này, ngồi lên không sao. Và cũng rất cân bằng. Cân bằng rồi à? 90 rồi, rồi. Ba lần rồi. Bây giờ là... Uầy. Đây. Xoáy. Đây. Đây. Cái này. Đây là đẹp luôn đấy. Đấy. Chuẩn luôn. Trời đúng không? Ơi. Anh định làm ba ốc luôn à? Một ba ốc đấy. Ba ốc cho đủ nó, không? Cho nó chặt chẽ. Đấy không? Cái kia là không đủ à? Nhưng nếu mà cứng như kia là không được à? Để mà như này là coi như nó sẽ bửa bẻ xuống anh em ạ. Một phát này bẻ luôn, bay màu luôn. Con này thì nó sẽ đỡ bị bẻ hơn. Nhưng tất nhiên đây vẫn là điểm yếu. Đây vẫn là điểm yếu nhưng mà nó sẽ đỡ bị bẻ hơn. Tại vì trọng lực nó sẽ là như này. Đấy. Nó quan trọng là cái tâm trọng lực đúng không? Ví dụ như để như này đúng không? Thì cái tâm trọng lực nó sẽ như này. Nó đứng lúc đang lái xong xe đổ ở đầu. Chỗ này chắc rồi đấy. Em bắn chắc lắm luôn rồi đấy. Cứng cắt luôn. Biết thế hôm sau chúng ta gắn vào là được thôi. Ok anh à. Không vấn đề gì. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần ghế đi. Ghế. Ở thế bây giờ cái ghế anh đã xử lý như nào rồi? Anh đã đây có nhá, kế hoạch là... plan gì nào? Trong cái túi Hacom. Túi Hacom à? À đây. Anh Đạt đã có 4 tấm mới. Cắt ra thành 4 miếng. Từ 4 tấm cũ. Từ 4 tấm cũ. Đây. Đây. Oh. Đây sẽ gắn đồng cái chữ L gắn vào đây và với chân nữa. Đây có chữ L gắn vào đây này. Thật là nhiều cái chữ L. Đấy. Anh định gắn hai cái chữ L không hay chỉ một thôi? Một cái thôi em, thôi thôi được hai. Đây. Sẽ như này, như này. Ôi, bốn cái chữ này đẹp luôn, đẹp ấy. Thôi có vẻ hơi cao, tôi nghĩ là để như này hợp lý hơn. Anh muốn chiều cao từ đáy ghế xuống chân là 11 inch. 11, thì tính từ đây, từ đây. Đây là 11, đáy ghế đây. Từ đáy ghế, từ ừ. Mông anh đúng không? Ừ, đây là 11 này. Ô vừa khít luôn. Cũng được. Được. Luôn. Được rồi. Sao phải ngại. Hợp lý ở đây nhỉ. Tí nhiệt.
Vô lăng hơi cao. Đúng, vô lăng hơi cao xuống một tầm đây. Đẹp này. Đấy, trời ơi. Đây. Anh à, cái này là vả tường nhỉ? Anh vả thẳng vả tường mà. Vả tường không phải lo nữa. Tại vì mình đang bị rung, mình đang gọi là không cố định lắm, tại vì đây chỉ là nhôm nó chạy trên tường gỗ rất dễ. Đây, cái này thì đẹp luôn rồi. Uầy. Đúng rồi, xuống tầm một tí nữa xuống đây này là tầm này là nice luôn. Xong rồi màn hình nhanh thẳng. Đúng rồi, hợp lý không? Hợp lý. Rất là hợp lý. Rồi, thung ghế. Đúng rồi, thung ngoại. À, xuống thung ghế ra. Đây, dùng ghế chúng ta sẽ dùng một con loa bay. Cái loa này các bạn mua đây là con loa tháo từ TV LG. Anh phải giải thích nguyên lý của dùng ghế đó chứ. Nguyên lý của dùng ghế nhá. Nguyên lý đây. Mình sẽ có một cái, đây là con am này. Các bạn sẽ kiếm một con am mà mạch của nó đây. Bạn nhìn này, con am này là mạch 50W x2, tức là tối đa 100W. Và củ loa này có củ loa 50W. Thì các bạn sẽ gắn nó vào trực tiếp vào những chỗ ghế này. Thì nó sẽ rung phản hồi lực của mặt đường vào thẳng ghế của bạn và vào pedal của bạn. Đây mình sẽ giải thích nguyên lý kỹ hơn một tí. Tôi bây giờ mình sẽ gắn vào đã. Chắc lại có C, U, R, G, B. Em chịu. Đây là của Razer mà. Đây Razer. Đây có Razer mà. Razer tự dưng ở đây. Đây cái này mình mua, các bạn mua ngoài khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu thôi. Được hai loa. Mình sẽ có một loa ở ghế và một loa ở chỗ pedal. Đây cái này. Nó bộ chỉnh, bộ amplify, bộ arm ấy. Thế cái này thì anh sẽ cất vào đâu? Anh cất ở dưới ghế à? Anh sẽ cất. Tức là cái phần này anh sẽ làm một cái dây nối ra để khi anh dùng anh sẽ cắm cái dây amplifier vào đây luôn. Còn cái bộ amplifier anh sẽ móc vào trên này luôn. Ok luôn. Đấy. Nhân tiện chứ không thì dây dợ lằng nhằng ngồi vào không được. Chúng ta phải bổ ngửa ghế đã. Bổ ngửa ghế, rồi khoan này. Hay khoan gì? Thẳng mặt ghế thôi. Đúng thẳng. Ui, cứng lắm. Cứng này, ai mà vứt đi được. Ai mà gỡ nổi. Rồi bây giờ thì vừa tháo con pedal ra thì hai lỗ ốc ở đây là hai lỗ này thì đúng là này mới là cái 16. Thì đúng là chỗ này là ít đụng chạm nhất có thể. Nhưng mà để không gắn được hai con ốc ở đây. Đã về vứt luôn. À, bắt ngược từ dưới lên, có gì đâu. Đúng không? Hợp lý. Một cần để lên xuống. Lên xuống, à ừ nhờ. Mất rồi. À nó gắn vào đây hợp lý nhỉ. Nó gắn vào trong này. Cho con đỡ nghịch. Gắn vào trong rồi anh. Thế anh xoay cái núm ra chỗ anh ấy. Xoay núm vào chỗ anh ấy để anh, lúc nào anh chỉnh thì cũng được. Anh thích chỉnh. Dính tạm bằng dây thíp vào đã. Test thử đã, để test. Phải giờ âm trái dương. Phải là âm đúng không? Ừ, phải âm trái dương. Đâu để em xem nào. Có cái thanh dài ấy, em vừa không? không, giữ cái cục này. Có thanh dài đấy, em họ hả? Được, thanh dài. Không, hay nhất là em lấy một cái chữ L trong đây này, được này. Nhưng mà nó vẫn là nghiêng vậy. Thì chữ L thì cũng được, thế cũng được, thế vẫn được. À, có mấy thanh ngắn luôn đi kìa. Nhưng mà thanh này ngắn quá, nó sẽ bị ngắn quá. Ui, giống như cái hôm trước mà mình trải nghiệm ở chỗ kia. Cái hôm trước thì ngon hơn. À không, chắc hôm trước ngon hơn rồi. Nhưng mà cái này được cũng phải 80 rồi, 80-90 rồi. Em thấy thế là khá là rồi. Chua. Nhưng mà anh chắc thích cao hơn. Ừ, em muốn phải cao hơn tầm này à. Thì đấy á. Nhưng mà thế anh phải mua cái mod này. Hay là nhìn cái gì? Treo con số cao lên là được. À, đấy, phải thế rồi. Ồ. Có vẻ hơn rồi. Ok hơn rồi. Đây để em xoáy 90 độ. Đây là thử nhá, mình sẽ phải gia cố lại sau. Nhìn trông đầy đủ của V1 luôn. Đây những gì V1 đây. Bây giờ massacre xong rồi đúng không? Massacre xong hết rồi anh ạ. Anh em ơi chuẩn bị chiến đi. Dây này giật ra chắc chỉ có đứt loa chứ không có đứt dây. Không gắn được như này. Không gắn được như này mà. Phải gắn như này.
Tại vì nó không gắn dọc, nó là gắn ngang, gắn mua góc anh ạ. À được. Vậy thế. Tức là phải như này cơ. Thế em gắn như thế xong rồi mình chỉnh ở dưới nha. Đây là phải điều chỉnh lại mấy cái chỗ này. Bế kéo cả ghế nhá, không được chỉ vừa ghế luôn đấy. Úi à. Thế bây giờ cái vụ cái cần số với cái gì của anh thì xử lý nào? Cảm ơn chưa? Cảm ơn, mình còn thiếu dài không? Chuẩn không anh? Vừa ra này sướng phết.